Rồi đây là con N70A ha, N70A. Ở trong nó thì có một cái dây nguồn này, dây nguồn của nó, dây nguồn rin các, dây nguồn to. Dây nguồn đây. Sắp và có một cái sợi với dây AV. Dây AV theo đầu dắt mạ vàng ha. Dây AV. Đây là cái remote của nó nè, khiển của nó có mã là 7735 nè. Rồi để em sẽ lấy cái đầu ra nha. Đây là phía sau của nó đây. Con này điện 100 ha, điện 100. Sản xuất năm 2014 ha. Số seri của nó là 00218 ha. Đây tại thân của nó đây ha. Rồi. Đây là mặt trước của nó ha. Mặt trước N70A thì nó có hai cái chức năng, mình úp 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 lên 32 bit. Đối với những cái file là không duyên không tới thì nó sẽ úp lên 32 bit ha. Cổng này là cổng USB trước nè. Đây là cổng USB kết nối với lại máy vi tính nè ha. Cổng này là cổng USB phía sau ha. Cắm iPhone, iPad cũng được, phía trước cũng cắm iPhone, iPad đều được ha. Cổng này là cổng đồng trục vào nè, cổng quang vào, quang và đồng trục ra ha. Đây là cổng mạng LAN ha. Cổng mạng LAN. Cái này là cổng tùy chọn để ghim cái cục adapter bắt wifi ha. Ghim adapter bắt wifi. Cái này nó không có trong đầu nha bác, đầu em không không có ha, cái này là tùy chọn mua bên ngoài, mua riêng á. Rồi ngoài cổng AV bình thường thì nó còn có cổng ba lăng ha, 70 và 70A, 70AE đều có cổng ba lăng.